Vâng, em giới thiệu rất là nhiều các cái mẫu linh kiện thay thế sửa chữa thùng hoa cho anh em nhé. Đấy, tổng hợp cho tất cả các bác nhé. Đây, đây là cái combo Lexo này, bát 30 từ 19 con 76 này, gân 3 gân này. Đấy, bát 30 Lexo, nguyên cả cái combo này có 2.950.000 thôi. Tép 450 neo BNC này. Đây là tép leo 450 BNC nhá. Côn dây dẹt phân tần này, phân tần F2A 1 bát 1 kẹt này. Đường nâu là đường bát, đường T là đường tép này. Đường in là đường vào này. Các bác thay thế sửa chữa thùng loa thì có thể là sửa chữa bằng cái cặp combo này. Đấy, đây là combo bát 30 Nexo này. Còn nếu như anh em chơi cái bát 30 khác thì có thể chơi bát 30 Martin từ 190 con 76, đít nồi và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Đây là cái bát của nó. Cái bát của nó là bản xương 10 xương nhá. Gân của nó là gân 2 gân màng sân dầu bóng. Đấy, bát 30 Martin từ 190 con 76. Đẹp, hàng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể chơi các cái dòng tép neo 850 này, tép neo khối của BNC này, cốc nhôm này, côn dẹt nõi bằng kim loại. Đây là tép neo. Đấy, còn đây, đây là tép LG, bản từ thường nhưng lại còn đắt hơn cả con này luôn cơ. Con này cũng cốc nhôm nõi bằng kim loại. Con này từ thường mà nõi kim loại cực kỳ hiếm luôn. Tép LG 750 model HG740-8. Con này có cả 450 và 750. Và đây, bát 25 toàn giải từ 126 con 51 tăng nơi và trợ lời. Rồi là bát 40 giờ xếp từ 190 con 76 màng Sydney gân 3 gân. Rất nhiều mẫu ạ, linh kiện thì các bác cứ tham khảo kênh của em. Rất nhiều loại ạ, hàng ngày em tư vấn dựng loa rồi là nhiều combo. Thế nên hôm nay em chỉ giới thiệu mẫu cho anh em thôi. Bát 30 neo V hàng đập hộp này. Côn 76 leo V này. Hàng chính hãng và giá của nó siêu rẻ. Có 2.3 triệu cặp này thôi. Gân 2 gân. Bát 30 dầu nó được bọc diện. Trong cái phân khúc thì các bác chọn cặp bát này thì quá ok luôn. Đây, tép neo đi rất nhiều luôn. Tép neo nhá. Đấy, phân tần F2A đây. Đấy, rất nhiều mẫu linh kiện. Đấy, các bác có nhu cầu đến các cái bát tép phân tần rời ấy thì nhà em là chuyên cung cấp đổ buôn số lượng lớn thì các bác liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhá.